Tiệc cưới xa hoa của một thiên kim gia tộc tại Việt Nam có nếp sống tiền bí ẩn, quy tụ giàn khách mời đến từ 20 quốc gia trên thế giới. Gần đây, đám cưới của Mika Nguyễn, con gái gia tộc Nguyễn Lưu, nổi tiếng với nếp sống tiền bí ẩn, tổ chức tại Đà Nẵng đã thu hút sự chú ý lớn. Hôn lễ là cái kết viên mãn cho chuyện tình 10 năm của Mika và Angelo. Trước đó, cả hai cùng học đại học tại Anh, sau đó sang Úc học thạc sĩ. Chuyện tình của hai người rất êm đềm, ngọt ngào. Sinh ra trong gia tộc có nếp sống tiền, đám cưới của Mika là sự kết hợp nghi thức truyền thống với nét đặc biệt, thể hiện văn hóa gia đình. Ngày 30 tháng 3, vợ chồng Mika đã sánh bước bên nhau trong một buổi lễ hằng thuận độc đáo ở thịnh viên Mahamangala, có sự tham gia của dàn khách mời đến từ 20 quốc gia trên thế giới. Tiệc cưới hiện đại sau lễ hằng thuận tiếp tục gây chú ý với không gian trang trí đẹp mắt và câu chuyện cảm động. Concept tròn và vuông tượng trưng cho sự trọn vẹn và vững bền, không gian tiệc cưới được dựng từ những hình khối tối giản và hoa trắng tinh khôi. Sân khấu thiết kế tinh tế, hệ thống đèn hoành tráng và công nghệ đèn chiếu mapping tạo khung cảnh như cổ tích. Cặp đôi muốn hướng đến tiệc cưới chân thành, cảm xúc. Các khách mời được viết lời chúc phúc lên hạt giấy trắng, đại diện cho hạnh phúc và trường thọ. Khoảnh khắc đặc biệt nhất là khi bố của cô dâu Thầy Thiện Tuệ dẫn con gái lên sân khấu bằng giải khăn cát tường, khiến nhiều khách mời xúc động. Tiệc cưới còn có các tiết mục âm nhạc do thân hữu gia đình thể hiện, tạo không khí trẻ trung và vui vẻ. Tổng đạo diễn Lê Thị Thảo Nguyên cho biết, tiệc cưới là sự kết hợp hoàn hảo giữa giá trị truyền thống và tình yêu hiện đại, và cho rằng đây là một trong những đám cưới ấn tượng nhất của năm.